Xin Thượng Đế, hãy làm gì đi. Ngài không thể để thế giới như thế này bị kiểm soát bởi tất cả những con sói độc ác đang đội lốt cừu này. Xin Ngài, xin Ngài. Họ đang biến các thánh đường của Ngài và cả Vatican thành một cửa hàng thịt đẫm máu. Xin Ngài. Xin Ngài giúp chúng con, giúp những trẻ em, giúp những em bé và trẻ em bất lực. Xin Ngài. Những kẻ này quá mạnh mẽ đối với con người. Con người đã bị tẩy não quá nhiều và bị khuất phục quá mức, đến nỗi tin bất cứ điều gì chúng nói, nhưng chúng không phải linh mục. Chúng không giảng giáo lý của Ngài. Chúng đang giết những em bé và trẻ em, và chúng đang làm hoàn toàn ngược lại với những gì Ngài giảng dạy, ngược với giáo lý của Chúa Giêsu. Tôi hy vọng mọi người thức tỉnh và đừng tôn thờ họ. Đừng tôn trọng họ, đừng lắng nghe quan điểm sai lầm, tà ác của họ. Xin hãy dùng phán xét riêng của quý vị, hãy bảo vệ các em bé của quý vị và con cái của chính quý vị. Xin đừng gửi các em vào vòng tay ác tà của chúng, vì chúng sẽ làm hại các em. Đừng nghe chúng và giết những em bé trong bụng của quý vị. Quý vị cứu em bé của mình. Như thể quý vị thấy em bé nào đó bơ vơ trên đường phố, quý vị sẽ ôm bé vào lòng và mang bé đến một nơi an toàn. Hãy làm điều đó với em bé trong bụng của quý vị. Xin quý vị. Các bé là máu thịt của quý vị. Đừng nghe những linh mục tà ác này. Xin đừng. Vì quý vị sẽ đi địa ngục. Còn gì nữa không? Dạ có, thưa sư phụ. Thưa sư phụ, trong hội nghị của các giám mục công giáo, Tổng giám mục Joseph Nauman của thành phố Kansas, người ủng hộ sự sống, kêu gọi các giám mục hãy tìm điểm chung mà các chính trị gia đồng ý với cách nhìn của giáo hội về phẩm giá của con người nhân đạo. Nhưng ông cũng thúc giục họ đừng sợ khi làm tròn trách nhiệm của họ, để cho các chính trị gia biết mức độ nghiêm trọng khi đi ngược lại với giáo lý của giáo hội. Đúng thế. Thưa sư phụ, vì sao vẫn có một số giám mục sẽ không hoàn toàn đồng ý với điều đó? Vì sao một người của đức tin lại sợ không dám hành động để bảo vệ các quyền cơ bản của con người và giáo lý của giáo hội? Họ sợ bởi vì tôi đã đọc đâu đó trong bản tin rằng 60% tín đồ công giáo ủng hộ phá thai. Nói phá thai là không sao. Dạ, sư phụ, ủng hộ đến từ trên cao nhất. Dạ. Giáo hoàng biết rằng đa số tín đồ công giáo sùng đạo là phụ nữ. Dạ. Cho nên ông sợ mất họ nếu ông đi ngược lại ý muốn của họ. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Vậy, tất cả đây là vì danh lợi. Giáo hoàng, tôi đã thấy trên video trong tin tức, ông thậm chí còn cúi đầu trước Biden. Tin hay không chứ? Chào ơi, ôi trời ơi, chào ơi. Ông chính thức là vua của hệ thống công giáo này. Và ông được gọi là đại diện của Thượng Đế trên địa cầu, mà lại cúi đầu trước quyền lực thế tục. Chào ơi, nghĩa là sức mạnh giáo dân, sức mạnh thế gian. Dạ, ông thật sự tiếp tục cúi đầu. Đó không phải là sự khiêm tốn. Ông đã biết gã Biden này rất tệ. Thế mà ông cúi đầu, khấu đầu ông ta. Quý vị thấy điều đó chứ? Không thể tin được. Chỉ cố giữ cho bản thân ngồi ở vị trí đó. Trên ghế của Vatican, cũng có thể họ sợ hãi bởi vì sức mạnh ma quỷ của ông Biden. Thậm chí khiến giáo hoàng phải cúi đầu. Dạ, giáo hoàng có ít sức mạnh ma quỷ hơn Biden. Vì vậy, họ sợ hãi. Họ có thể không phải hoàn toàn tà ác, không phải tất cả họ đều tà ác, chỉ là một số bị ảnh hưởng bởi lực tà từ các linh mục khác. Dạ, hoặc cảm thấy rất sợ bị báo thù. Còn câu hỏi nào nữa không? Vào năm 2016, Giáo hoàng Francisco cho phép vĩnh viễn các linh mục tôn giáo trên toàn thế giới tha thứ tội phá thai. Thưa sư phụ, sao có vẻ như các linh mục kính nể giáo hoàng như một quyền lực lớn thay vì tôn kính Chúa Giêsu và giáo lý của Kinh Thánh? Phải, sao lại vậy? Sao lại như thế? Câu hỏi hay. Câu hỏi rất hay. Tôi cũng tự hỏi như thế. Nhưng như tôi đã bảo quý vị trước đây, họ tà ác. Họ đang làm việc cho quỷ Satan, giống như mật vụ. Dạ, thưa sư phụ. Họ là gián điệp bí mật.
mặc vụ cho quỷ Satan. Các linh mục đang đứng về phía tội phạm với tội ác như phá thai và khuyến khích điều đó bằng cách bỏ qua. Thưa đúng, quá dễ dàng. Dù quý vị giết con của mình, rồi đi đến nhà thờ bỏ 5 mì kim vào đó hoặc thú tội với một linh mục khác, thế là tội lỗi của quý vị rửa sạch. Ha. Ngay cả một đứa trẻ 2 tuổi cũng sẽ không tin điều đó. Thậm chí bản thân linh mục cũng tội lỗi, làm điều xấu xa. Dạ. Làm sao họ có thể tha thứ cho quý vị? Làm sao linh mục có thể lãnh bất kỳ nghiệp nào cho quý vị hoặc rửa sạch nghiệp cho quý vị? Dạ hiểu thưa sư phụ, ngay cả nhân danh Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không thể làm việc qua mấy cái thùng rác dơ bẩn này. Tội lỗi của họ còn lớn hơn cả bầu trời. Làm sao có thể chứ? Làm sao quý vị có thể cứ làm bất cứ tội lỗi gì, rồi đi thú tội và vậy là đủ? Đây là một quan niệm sai lầm. Dạ đúng vậy thưa sư phụ. Họ viện ra tất cả những cớ đó để họ có thể có thêm nhiều tín đồ hơn, được tiền nhiều hơn. Ồ, con hiểu. Nhiều quyền lực hơn, nhà thờ lớn hơn. Tất cả họ phải bị sa thải. Họ phải đi hết, chạy cho khuất mắt, chạy đi xa và sám hối tội lỗi của họ. Nếu không, ác quỷ sẽ chạy theo họ và quấy rối tình dục và giết họ và tra tấn họ mỗi một giây trong đời sống của họ dưới địa ngục. Ồ, đó là sự thật. Dạ, họ sẽ không thoát được luật của vũ trụ. Họ sẽ không thoát được cơn phẫn nộ của Thượng Đế. Họ phạm những tội ác không thể tưởng tượng. Kinh khủng. Đối với nhân loại, người lớn và trẻ em cũng như các em bé, họ còn tệ hơn tội phạm. Họ còn tệ hơn cả ác quỷ. Họ phải ở dưới địa ngục sâu thẳm vĩnh viễn. Dạ, con đồng ý. Và ác quỷ sẽ làm bất cứ gì chúng muốn làm với họ. Không ai có thể giúp họ. Cho dù họ sám hối, tôi không chắc Thượng Đế sẽ khoan dung bao nhiêu, trừ khi họ thật sự quay đầu lại, ăn thuần chay và thật sự sám hối. Suốt đời họ, mỗi giây phút trong đời họ, thì may ra. Dạ. Có thể hình phạt sẽ ít hơn. Phụ nữ hoặc các cô gái trẻ, các phụ nữ trẻ, họ không có nhiều kinh nghiệm cho lắm về việc làm cha mẹ. Dạ. Hoặc có thể đó là lần đầu tiên mang thai. Dạ. Và trong tình trạng yếu đuối của họ, trước những nhu cầu thế gian và nhu cầu vật chất, tinh thần, tâm trí họ càng suy yếu hơn. Dạ đúng, dạ sư phụ. Và họ dễ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lời khuyên nào, thậm chí sai trái. Cho dù trong lòng họ biết giết chính con của họ là sai trái, họ vẫn sẽ làm nếu giáo hoàng đồng ý với điều đó. Không phản đối. Dạ hiểu. Không giảng dạy đúng cho họ để đừng làm điều đó, quý vị thấy không? Dạ. Và rất nhiều linh mục có thế lực cũng thế, đều đồng ý với điều đó. Rồi thì phụ nữ họ chỉ làm thôi, kiểu như bị áp lực. Phụ nữ họ là ai mà chống lại linh mục? Phụ nữ họ vẫn nghe linh mục bởi vì họ đang ở trong tình huống dễ bị tổn thương. Dạ. Chỉ yếu do những nhu cầu vật chất và năng lượng xấu xa, trần tục. Do đó, phụ nữ có lẽ phá thai dù không muốn và đi ngược lại với phán xét tốt hơn của họ. Phụ nữ cần sự giúp đỡ thật sự và hỗ trợ đạo đức, chứ không phải lời khuyên tà ác. Dạ, sư phụ, các linh mục lẽ ra phải biết chứ. Làm sao các linh mục đó thậm chí có thể tha thứ cho họ? Họ không có lực lượng. Dạ, hiểu thưa sư phụ. Họ đi ngược lại các điều răn của Thượng Đế. Dạ, họ chống lại giáo lý của Chúa Giêsu. Thay vì giúp đỡ người phụ nữ yếu đuối, dễ bị tổn thương và cứu sinh mạng trong bụng cô ấy, họ lại dẫn cô ấy đi theo hướng tội lỗi đối nghịch. Dạ, thật tồi tệ. Vì vậy, nghiệp này, tội lỗi này, hậu quả của nó, họ sẽ không thể thoát được. Dạ, thưa sư phụ, ngay cả minh sư quyền năng nhất cũng sẽ không thể cứu họ. Trời ơi! Họ sẽ phải xuống địa ngục bởi vì gieo nhân nào gặt quả nấy. Luật của vũ trụ sẽ không bao giờ miễn trừ bất cứ ai, bất kể họ là ai. Dạ thưa sư phụ, Thượng Đế đang nhìn, thiên đàng thấy hết tất cả. Quý vị không thể làm bất cứ gì mà thoát được, không bao giờ. Dạ thưa sư phụ, phước cho những ai giảng dạy phúc âm thật sự của Chúa Giêsu. Và phước cho những ai kính sợ và thờ phượng Thượng Đế. Dạ, tôi sẽ giúp họ. Tôi sẽ giúp họ về mặt tâm linh.
Được rồi, vậy cảm ơn quý vị vì tất cả những gì quý vị làm cho thế giới thông qua khả năng của bản thân. Nhưng chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế đã ban cho chúng ta khả năng đó. Dạ, cho món quà. Tạ ơn Thượng Đế, chúng ta sinh ra không có gì cả, nhớ không? Dạ đúng, Quang Sư Phụ. Cho nên bất cứ gì chúng ta phát triển, tất cả đều là nhờ thiên ý và ân phước của Thượng Đế. Dạ, thưa Sư Phụ, đúng ạ. Chúng ta cảm ơn Thượng Đế cho mọi điều tốt đẹp mà chúng ta đã nhận được và cho việc bảo vệ chúng ta tránh tất cả các quan niệm sai lầm và tà ác. Dạ, tất cả quý vị nội bộ và từ xa, tôi cảm ơn quý vị lần nữa vì làm những điều đúng đắn, vì lắng nghe cảm hứng bên trong của Thượng Đế và vì có thể hiểu và trân quý ân phước của Thượng Đế thông qua công việc của chúng ta. Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin tạ ơn Thượng Đế. Thế giới cũng cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn Sư Phụ. Các cư dân động vật cảm ơn quý vị. Và các thiên đàng cảm ơn quý vị. Bây giờ chào nhé. Xin chào Sư Phụ. Xin Sư Phụ bảo trọng. Chúc con thương Sư Phụ. Chúng con thương Ngài. Xin cảm ơn Sư Phụ. Cũng thương quý vị. Kính thưa Sư Phụ từ bi nhất, chúng con vô cùng trân quý được Ngài chia sẻ trí huệ quý giá và nhắc nhở chúng con về các nguyên tắc cơ bản của sự sống. Cầu mong tất cả các cá nhân liên quan hãy bắt đầu lắng nghe lương tâm của họ và từ đó thực hiện tất cả các bước cần thiết và chính đáng để bảo tồn giáo lý của Chúa Giêsu trong giáo hội. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho một xã hội công bằng, nơi không có em bé hay trẻ em nào sẽ phải chịu khổ nữa, và những thánh điện của Thượng Đế được tuân thủ. Cầu mong Sư Phụ kính yêu luôn có sức khỏe tốt nhất, được bảo vệ bởi tất cả các thiên đàng vĩ đại. Để nghe Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư nói về cuộc gặp gỡ giữa Giáo Hoàng và ông Biden và nhiều hơn nữa, xin mời đón xem chương trình giữa Thầy và Trò vào thứ Hai, ngày 20 tháng 12, phát sóng đầy đủ của buổi hội thảo này.